Chào các bạn, chào mừng tất cả đến các một bạn. Tập khác của đánh giá dự án từ Game 3. Tôi là Ellie và hôm nay tôi sẽ xem qua tại những khẩu súng mà tôi đã làm trong một dự án. Chúng ta sẽ xem dự án này là gì, làm thế nào họ đang làm ngay bây giờ trên thế giới, chơi những gì, đầu tư tiền của bạn. Tôi sẽ mang tất cả trong tập này. Tôi đã nói về Gangster rất nhiều trong video trước của mình, vì vậy bạn có thể tự mình kiểm tra lại. Điều này ủng hộ ý kiến cá nhân của tôi, quan điểm của tôi về các dự án game, vì vậy các bạn nên tự nghiên cứu sau khi xem video này. Vì vậy chúng ta hãy đi thẳng vào nó. Về cơ bản, Gunsita Metaverse là một trò chơi trong trò lấy chơi lấy cảm hứng từ trò chơi Gun 3, nơi người chơi có thể kiểm tra các kỹ năng hoặc cạnh tranh với bạn bè của họ để tạo ra trò chơi bắn súng cao nhất. Tôi có cơ hội vàng để tham gia vào trò chơi kỹ thuật cao để đảm bảo một chiến thắng tuyệt vời. Trò chơi dự kiến sẽ được phát hành trên PC trong Oboe, UC và Enderzot trong quý thứ 3 của năm 2022 và hoàn toàn miễn phí để chơi, có nghĩa là không cần đầu tư tài chính. Và bạn có thể bắt đầu kiếm tiền với NFT miễn phí tốt nhất của mình. Nhưng nó sẽ thực sự nhỏ so với việc có một NFT thực sự. Chắc chắn nhưng bạn có một con gà khá đẹp và dễ thương cho chính bạn hoặc cố gắng đúng. Liên quan đến lối chơi, tôi đã nói rất nhiều về điều này trong video trước của mình. Đó là lối chơi của Gangsta Media và thực sự tuyệt vời. Tôi là một fan hâm mộ của súng theo trò chơi khi tôi còn nhỏ. Vì vậy tôi thấy chống lại lối chơi siêu ngầu và hấp dẫn. Với tôi, đồ họa của trò chơi này khá tốt và trông tươm tất để có trải nghiệm chơi game tuyệt vời. Nếu bạn quen thuộc với loại trò chơi cung súng với hâm mê tại cơ chế trò chơi TD, nó thực sự siêu dễ dàng. Người chơi chơi ở hai đội đối lập, đối thủ hoặc là quái vật ai, hoặc một người chơi sẽ thay phiên nhau sa thải từng điều lệ với thú cưng của họ. Họ cũng có một số yếu tố accidental bị ảnh hưởng bởi kết quả của một cuộc tuần hành như điều kiện xé gió và bão, yêu cầu người chơi liên tục thay đổi end và sức mạnh thay đổi trong khi suy nghĩ lại chiến lược của họ cùng một lúc. Siêu thú vị phải không? Chúng có tới 4 chế độ khác nhau trong trò chơi này rằng người chơi có thể tham gia vui chơi, bao gồm cả chế độ chiến dịch lại beginner ở cả solo và team. Tôi sẽ không nói chi tiết về điều này. Bạn có thể rất quen thuộc với nó. Tôi nghĩ Inner sẽ là nơi yêu thích của tôi. Như bạn biết, chơi với bạn bè luôn vui hơn nhiều. Trong trận chiến với những người chơi thực sự, có một số khoảnh khắc thú vị và đáng nhớ cùng nhau. Và bạn cũng có thể kiếm được nhiều phần thưởng hơn là chỉ chiến đấu với Bi. Đến em, bao gồm hàng trăm giọt vật phẩm mà Envy Flagman. Và sau đó có thể trở thành Infinity hoàn toàn mới. Đặt cược gần đây cũng quan trọng đối với bạn. Leo lên một con hồ trong hệ thống xếp hạng lại để kiếm phần thưởng chữa lành trong mã thông báo GC. Nhóm đã phát triển một loại lốp xếp hạng khá tốt và là có điều kiện để buộc người chơi sử dụng tiền tệ trong trò chơi. Điều này thực sự tuyệt vời cho giá mã thông báo. Ngoài chế độ chơi tuyệt vời, hệ thống dịch hại ở Gangsta Midway cũng lặn với nó, cũng gây hại với các loại hiếm khác nhau. Từ thử nghiệm đến thử nghiệm, bản chất là quận miễn phí nhỏ. Gà năng lượng mà tôi đã nói với bạn trước đây. Và vâng, chắc chắn. Làm thế nào bạn sẵn sàng để mạnh mẽ qua hơn nhiều và mang lại cho bạn nhiều phần thưởng hơn? Nhưng nó chỉ xảy ra khi bạn có thể thành thạo các kỹ năng. Nếu bạn không làm chủ con đường, nó thực sự có thể trở thành một vấn đề nhiều hơn là một lợi ích. Đó là những gì tôi thấy trên một số thú vị hơn so với nhiều trò chơi phòng địa điểm ngày nay. Chỉ tập trung vào thu nhập, không có kỹ năng giải trí. Hơn nữa, chúng tôi cũng có tối đa 3 kỹ năng đơn vị cho mỗi loài gây hại và nhiều loại vật phẩm đặc biệt để sử dụng trong trò chơi. Đó là điều mà tôi thực sự hào hứng. Xem lại trận đấu cuối cùng của tôi, họ xem xét để tìm hiểu thêm về điều này. Họ cũng hứa sẽ phát triển hệ thống cho thuê và nhà ở trong trò chơi để người chơi giúp đỡ một loại thu nhập khác. Đó là hình ảnh về cơ chế trò chơi trông như thế nào. Điều gì cao nhất về những khẩu súng đã vượt qua là họ có ít người ủng hộ đằng sau sự im lặng. Tatia một Ventasi cùng với Zapter, Magnasi Kabito và Denmaker, có Zeti Git Ventasi và Vườn Ươm. Súng cũng là đối tác của rất nhiều chàng trai, bao gồm Guifa và Meter Gaming Gui. Cái nào nằm trong số hàng đầu sau này về gaming Gui trên thế giới, với Guifa được đầu tư bởi con Besi Panteser. Vì vậy tôi nghĩ sẽ an toàn hơn rất nhiều khi xem xét đầu tư. Bởi vì hầu hết các dự án chơi game hợp tác với các bạn, như thế này họ thường có thể đi cùng trong. Đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi. Đội ngũ đằng sau dự án này, theo các con tôi là khá mạnh mẽ. Với Co và CMO từ Wing và Black Ventures. Đối mặt khác, thành viên tinh thần giữ vị trí cao trong trò chơi tình yêu. Chúc bạn, một trong những trò chơi di động nổi tiếng và lâu đời nhất, Studio trên toàn thế giới,
Tin tôi đi. Họ mất rất nhiều trò chơi hay và hộp thời trang trên thiết bị di động, như đề nghị 9 huyền thoại chống lại Alien Legacy. Đội chúng tôi cũng đã xác định lại, vì họ đã cải thiện trò chơi ngay lập tức sau khi nhận được phản hồi từ thử nghiệm beta cuối cùng. Và một trong những bài kiểm tra ở đó, hơn nữa của tôi, thêm bóng cho đội là cách họ quản lý cộng đồng. Bất hòa trên Telegram, điều đó có nghĩa là anh ấy thực sự tích cực và hỗ trợ. Họ luôn ở đó để hỗ trợ các thành viên của họ ngay lập tức. Bởi vì chúng tôi biết, quan trọng của việc có một cộng đồng mạnh mẽ và sử dụng cơ sở cho thấy họ nghiêm túc như thế nào trong dự án. Họ cùng avatar trò chơi trên bảng quảng cáo khổng lồ này vâng. Đó là lý do tại sao tôi hạnh phúc cần một đội trong dài hạn. Bạn đọc cho họ một dự án khác. Nhưng một điều khiến tôi quan tâm là khởi động xã hội chống lại một tấm gương trên Twitter không tốt lắm so với nhiều trò chơi khác ngoài kia. Tôi nghĩ có lẽ họ chưa chạy tiếp thị. Và không có bất kỳ chương trình hỗn loạn nào về dự án này cho đến bây giờ. Vì vậy có vẻ như dự án không có đủ. FOMO chưa? Tiếp tục chúng tôi đi phân tích một phần thực sự quan trọng của dự án. Tokenomics vâng. Đúng vậy, chúng tôi đầu tư vào một mã thông báo, không phải dự án. Kinh tế kép sau đây với Gearsy và Gearsy. Gearsy là mã thông báo chính thức của Consumizer. Sẽ được sử dụng để quản lý nhà nước ở Thanh. Thú cưng NFT mượn thú cưng trên thị trường. Mua bán nhà NFT. Bạn cũng có thể nhận được mã thông báo Gearsy từ việc leo lên bảng xếp hạng hoặc trong các sự kiện đặc biệt. Tại sao Gearsy là mã thông báo kiếm tiền chính? Nơi bạn có thể kiếm được từ mọi game thủ. Mặc dù có không giới hạn, nhưng mọi người phải sử dụng chúng rất nhiều trong việc san lấp mặt bằng hệ thống hợp nhất vật nuôi. Trả tiền thuê cao. Vâng. Mất một vài trường hợp, nhưng hiện tại trò chơi vẫn chưa ra mắt. Vì vậy chúng tôi vẫn không biết làm thế nào điều này ngăn chặn lạm phát của Gearsy. Nhưng nhóm đã nhận ra điều này vì họ đã áp dụng một hệ thống rút tiền nghiêm ngặt. Trong đó phải mất 7 ngày để rút Gearsy ra khỏi trò chơi, tính từ thời điểm từ thực thể. Sâu bệnh ít nhất 2 tôi sẽ gửi cho người chơi Ulysses. 20% thu nhập trong một ngày, có thể rút tiền lên đến 7 ngày. Chúng tôi cũng có một hệ thống kiếm tiền chi tiết ở đây mà tôi không thể bao gồm tất cả trong video này được đề xuất. Kiểm tra sách trắng. Nhưng nói chung nhóm đang cố gắng ngăn chặn màu sắc, rút phần thưởng Gearsy trong nỗ lực ngăn chặn màu sắc. Áp lực bán về giá. Một bản cập nhật quan trọng cho các bạn, đó là trò chơi chính thức cho Gang. Amidoza sẽ phát hành vào ngày mai lúc 10 giờ sáng, MSC ngày 28 tháng 1 khi được phép cho trò chơi chính thức. Vì vậy tôi thực sự hào hứng với sự kiện này. Bây giờ các bạn có thể mua một số thẻ chơi tuyệt vời F để mở cho NFT, để sửa chữa cho trò chơi. Đảm bảo làm theo kênh của chúng tôi để được cập nhật bởi sự kiện lớn này. Kết luận là tôi thấy rằng, Súng được thực hiện là một dự án tiềm năng mà tôi nghĩ đã đầu tư trong dài hạn. Tôi nghĩ điều đó có thể mang lại cho người chơi trên toàn thế giới một tinh thần chơi game tốt, họ có một trò chơi tuyệt vời. Chơi lại bởi bất kỳ tinh thần và đội quyết tâm. Và anh ấy là nhà đầu tư đằng sau nhưng tôi nghĩ Súng đã hết. Chúng ta cần cố gắng thực hiện các hoạt động tiếp thị của họ để thu hút người chơi mới và các nhà đầu tư, bởi vì có vẻ như họ đã không có một mạnh mẽ, sử dụng cơ sở. Vâng, đó là tất cả suy nghĩ của tôi về dự án này. Các bạn cảm thấy thế nào? Để lại bình luận bên dưới để đó là không. Nếu bạn thích video này đừng quên bấm thích và đăng ký để bắt kịp với tôi. Tập hàng tuần tôi là Ellie từ Game 3. Và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Tạm biệt.